À, xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mà các bạn hãy cùng trò trong C. Ha. Qua những bài trước chúng ta đã làm quen một số cái khái niệm cơ bản về con trò được sử dụng trong ngữ C. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp một số cái khái niệm khác liên quan đến con trò. Đó là con trò đến con trò, tiếng Anh là pointers to pointers, và một phần khá quan trọng đó là đối số hàm con trò, đối số hàm con trò. Thì hai phần này cũng tương đối gây ra sự hiểu nhầm cho những bạn lần đầu mà học về con trò. Thì đặc biệt là cái phần đối số hàm con trò thì thường gây ra khá nhiều nhầm lẫn. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể nó như thế nào trong cái bài hôm nay. Chúng ta sẽ đi phần thứ nhất là phần con trỏ đến con trỏ. Thì thầy giả sử đây là một cái vùng nhớ, đây là một cái vùng nhớ máy tính tổ chức, giả sử các ô như thế này nó dễ hiểu. Thì cái phần ở trên đó, cái phần này thì thầy dùng để quy ước là cái nội dung hay là dữ liệu, dữ liệu. Và cái vực ở dưới là địa chỉ, giả sử thì quy ước như vậy nha, tức là có hai cái dãy đúng không, dãy ở trên dùng để lưu trữ dữ liệu và dãy dưới là tạm quy ước là địa chỉ của dữ liệu tương ứng đây. Và một cái thầy muốn nhắc ở đây mà cũng chưa đề cập cái video trước, đó là cái vùng nhớ này khi cho đến thời điểm này, cho đến thời điểm này thì các cái vùng nhớ mà chúng ta đã sử dụng là vùng nhớ được tổ chức ở trong một cái gọi khái niệm gọi là stack. Thì sau này chúng ta sẽ học thêm một cái vùng nhớ khác nữa, gọi là vùng nhớ heap. Thì ở các bài con trỏ sau chúng ta sẽ đụng đề cập chi tiết hơn về vùng nhớ heap. Còn ở đây là chúng ta đang đề cập đến vùng nhớ stack, nhớ stack cụ thể nó như thế nào. Thì đó là cái khái niệm về heap, khái niệm về stack. Thì chúng đây là những cấu trúc mà chúng ta cũng sẽ học trong cái khóa học về cấu trúc dữ liệu, cấu trúc dữ liệu sau này chúng ta sẽ gặp. Rồi, như vậy là giả sử chúng ta có cái vùng nhớ này, có vùng nhớ này thì thầy nhắc lại là cái dãy ở trên là chúng ta dùng để dữ liệu, còn dãy ở dưới là dùng địa chỉ. Rồi bây giờ giả sử thầy có cái khai báo như thế này. Chúng ta viết ở trong ngôn ngữ C một cái dòng lệnh là in x bằng 5, tức là khai báo một biến là biến x và gán giá trị cho nó bằng 5. Thì như vậy là vùng nhớ máy tính sẽ cấp sẽ cấp một cái vùng nhớ, một cái ô nhớ. Và ô nhớ này kích thước bao nhiêu nhỉ? Kích thước là kiểu in đúng không? Tức là 4 bài. Dạ, 4 bài cho biến x và giá trị nó bằng 5 là phần đỏ này. Và phần màu xanh này là giả sử là cái vùng nhớ này có địa chỉ là 100, địa chỉ là 100. Đấy, đó là cái lệnh khai báo khi mà chúng ta gọi in x bằng 5. Rồi, bây giờ thì gọi hai lệnh kế tiếp là lệnh chính xác là khi lệnh đầu tiên, lệnh thứ hai là lệnh in sao b, và sao b này tức là một con trỏ đúng không, con trỏ, và thầy gán cho nó địa chỉ của x. Đây, vậy là con trỏ B này sẽ trỏ đến sẽ trỏ đến điểm x và giá trị của nó là 100, tức là địa chỉ của điểm x ở đây đúng nha, địa chỉ của điểm x. Và B, con trỏ B này cũng là một biến, do đó nó cũng có một cái địa chỉ riêng là 200. Đây là những cái bài cũ, 200. Rồi, chỗ này hiển nhiên là chúng ta dùng một lệnh in địa chỉ của x, địa chỉ của x hay nó khác là chính là b. Chỗ này là bao nhiêu nhỉ, địa chỉ của x là đây là 100 đúng không, 100. Đấy, như vậy nếu mà chúng ta xuất cái lệnh này ra thì theo như cái hình vẽ này thì chúng ta xuất cái giá trị ở đây là 100. Rồi, tới chỗ này là không có vấn đề gì ha, đây là ôn lại những bài cũ. Rồi bây giờ phức tạp hơn một chút nữa. Chúng ta đã trải qua lệnh thứ nhất, đúng không? Là đây, lệnh thứ hai
in sau b bằng địa chỉ của x âm bậc sen x là đây. Thấy chưa? Như vậy là chúng ta sẽ có được vòng tròn đến x qua lệnh thứ đấy. Rồi bây giờ cái lệnh kế tiếp là thứ tư là in sao sao quy. Lưu ý nha, chúng ta lưu ý rằng ở đây là thầy dùng hai dấu sao ha, hai dấu sao chứ không phải là một sao giống b nữa. Và biến con trỏ sao sao quy này gán, thay vì gán địa chỉ biến thông thường giống như sao b bằng địa chỉ x âm bậc sen x, thì ở đây là sao sao quy là gán địa chỉ của bạn, để gán địa chỉ của bạn. Hay nói khác, con trỏ sao quy lúc này được cấp một cái vùng nhớ cũng 43 đúng không, và nó chứa giá trị ở trên đây. Và giá trị của sao quy sẽ là cái gì nhỉ? Sao quy sẽ trỏ đến b. Đấy, sao quy sẽ trỏ đến b. Thì đây là ý nghĩa của cái bài là con trỏ đến con trỏ, tức là con trỏ quy ha, con trỏ quy sẽ trỏ đến b, con trỏ b. Đấy, sao quy như vậy là sao quy sẽ có giá trị là 200. Lưu ý nha, sao quy ở đây là dùng chữ sao quy ha, sao quy là 200. Và 300 chính là gì? 300 là cái địa chỉ của con trỏ quy được cấp phát bằng máy tính. Đấy, thì dù sao thầy nhắc lại, con trỏ chẳng qua là một cái biến ha, và cái biến này thường dùng để lưu trữ địa chỉ của một biến khác hoặc là địa chỉ của một con trỏ khác. Đấy, như vậy là mà biến thì nó cũng phải có cái địa chỉ riêng. Đấy, như vậy là sao quy sẽ có địa chỉ là 200. Như vậy chúng nếu mà cái lệnh print này á, lệnh print này địa chỉ của b là bao nhiêu nhỉ? Địa chỉ của b là bao nhiêu? B ở đây ha, là 200. Rồi, như vậy là chúng ta đã có địa chỉ của b hay là sao quy chính là 200, đúng không? Rồi bây giờ sao sao quy, sao sao quy là sao ha? Sao quy là địa chỉ của b tức là 200, đúng không? Như vậy là sao sao quy tức là sao, tức là nó sẽ tìm cái dữ liệu của b, đúng không? Mà không phải là 100 đâu nhé. Đấy, chúng ta cứ nghĩ là chỗ này sao sao quy sẽ là bằng 100, nhưng mà điều này là không đúng. 100 ở đây chính là cái địa chỉ nha, 100 chính là địa chỉ chứ không phải là một cái giá trị ha, chính là không phải là chứ không phải là cái dữ liệu nha. Như vậy là sao sao quy nó sẽ trỏ đến nó sẽ tìm đến dữ liệu của b, trong trường hợp này là b lại lưu trữ là một cái địa chỉ là 100. Như vậy là tiếp tục sao sao quy đó nó sẽ trỏ lại đến cái địa chỉ 100 ha, trỏ đến địa chỉ 100, và lúc này tại địa chỉ 100 này sẽ chứa dữ liệu là 5, chứa dữ liệu là 5. Lưu ý nha, còn phải phân biệt rõ cái nào là dữ liệu. Ví dụ số 5 trong trường hợp này chính là dữ liệu, còn các số 100, 200, 300 vân vân là các địa chỉ ha, là cái địa chỉ. Như vậy là sao sao quy không phải là bằng 100. Chúng ta mới nhìn chúng ta cứ tưởng trong vì chúng ta suy luận một cách bình thường thôi ha. Ví dụ chúng ta cũng trong chỗ này là b là bằng 100, sao b là bằng 5, thì bây giờ là sao quy là bằng 200, thì sao sao quy là bằng chính là 100 b, địa chỉ của b, của b trên này. Nhưng mà chúng ta nhầm lẫn rồi, số 5 này chính là cái dữ liệu không? Còn trong khi đó 100 chính là địa chỉ. Như vậy là khi mà sao sao quy á, nó sẽ tham chiếu đến cái vùng dữ liệu này, nó sẽ thấy rằng đây không có chứa dữ liệu mà là chứa một cái địa chỉ của một biến nào đó của biến x, đúng không? Thì nó sẽ tiếp tục nó tham chiếu đến cái địa chỉ 100 của biến x, và tại đây lúc này mới có là dữ liệu 5. Như vậy là nếu mà trong trường hợp này sao sao quy sẽ bằng là 5, nó sẽ bằng 5, cái chính xác là nó cũng là sao b mà cũng bằng là gì, x ha. Vậy là chưa, như vậy là chúng ta thấy rằng có một cái hình vẽ nó đơn giản hơn. Ví dụ chúng ta có một cái biến x ở đây có giá trị là bằng 5, đúng không, có giá trị là bằng 5. Như vậy là có một con trỏ b, con trỏ b sẽ trỏ tới biến x, chưa, sẽ trỏ tới biến x rồi, và nó sẽ nhận là giá trị là 5 ở đây. Và có một con trỏ q sẽ trỏ đến b, đúng không, trỏ đến b, thì như vậy là nó cũng sẽ nhận giá trị là 5.
Như vậy là cả hai con trỏ quy này và con trỏ bê này cùng nhận một giá trị là 5 và ha, và cùng và con trỏ bê thì trỏ x còn quy trỏ b đấy. Đó. Dữ liệu là dữ liệu sẽ cả hai con trỏ này cùng hưởng chung, thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái này trước khi sang phần tiếp theo. Chứ nếu mà chúng ta vẫn chưa hiểu mù mờ, chúng ta chưa phân biệt được cái nào là địa chỉ còn cái nào là dữ liệu thực thì sẽ hơi lằng nhằng ha. Rồi bây giờ xem lại cái mảng thực thi thử nha. Chúng ta đã có những cái đoạn mảng nó dài hơn thì chúng ta có thể xem lại cách vận hành nó như thế nào và xem thử đúng nó như vậy không, bằng cách truy cập vào bài tên tutor.com này để chúng ta xem này nó ha. Rồi chọn, chúng ta đang dùng ngôn ngữ C, chọn C cho ta. Rồi nó sẽ ra cái giao diện này và chúng ta cứ việc copy xuống thôi ha, copy toàn bộ mảng nguồn vào trong cái này, rồi sau đó chúng ta sử dụng Visualize Execution này để mà phát sinh những cái trực quan. Thì sau khi bấm Visual thì thầy sẽ có một cái giao diện này, giao diện này và chúng ta xem cái cách vận hành của cái này nữa nha. Đầu tiên là cái màu đỏ này ha, và chúng ta đang ở hình men, hình men, và lưu ý rằng ở đây người ta cũng tổ chức trực quan một cách là ở vùng nhớ stack và vùng nhớ heap ha, vùng nhớ heap. Bây giờ chúng ta cứ nhấn nét để xem cách nó vận hành của cái chương trình này như thế nào. Rồi nó là x bằng 5 à, sau khi thực hiện ở main nó đến là x bằng 5 đấy. Như vậy là thầy vừa nhấn nét là nó chỉ mới đến cái lần này thôi, bây giờ thầy nhấn nét một lần nữa là nó thực hiện là x bằng 5 thì xem nó ra gì nha. Đấy, khi nhấn x bằng 5 thì chúng ta có được cái vùng như trên cái stack này ngang. Sau khi rời khỏi main, từ main đến trong main này, trong main này x đã báo biến x mà gắn giá trị là bằng 5 nha. Yeah. Rồi và bây giờ là con trỏ sẽ đến màu đỏ này nè, cái màu đường màu đỏ này là cái cách thực thi ha, cách thực thi màu đỏ này sẽ đến lệnh kế tiếp là in sao b bằng ampersand x. Rồi chúng ta nhấn nét để xem mình ra gì. Rồi như vậy là khi chúng ta nhấn nét tiếp á, tức là thực thi cái lệnh in sao b bằng ampersand x này, tức là sao, tức là đã có xuất hiện một cái khai báo con trỏ b, và con trỏ b này lưu địa chỉ của x này, nó khác hơn trực quan nó có một cái con trỏ ha, có một con trỏ thành cái con trỏ này, nó có một con trỏ trỏ đến ha, trỏ đến x ra đó là trực quan, nó không có lưu cái gì ở đây ha, không có cái giá trị gì. Thì trong cái slide bài giảng thầy vì hơi lạm dụng ha, hơi lạm dụng nên là chúng ta cứ nghĩ là chỗ này là lưu cái điều gì đó mà thực tế nó không có lưu gì hết. Thực tế nó không lưu. Rồi thực hiện là print chỉ việc nhấn nét ở dưới ha, nhấn nét đây địa chỉ của x đây ha. Rồi x là bao nhiêu, lưu ý rằng chúng ta đang thực hiện trên một cái server ha, thực hiện online thì có một cái server nằm đâu đó, server tức là cái máy tính nằm đâu đó, thì cái máy tính đó nó sẽ cấp cho thầy một cái nguồn nhớ trong cái chương trình này. Khi chúng ta thực hiện chương trình này nó sẽ cấp nó cấp cho cái biến x này một cái vùng nhớ nào đó, nó có địa chỉ rất rối rắm như thế này, trong khoảng 100-200 nó đơn giản như chúng ta đã học qua slide Rồi bây giờ kế tiếp là khai báo lệnh in sao sao quy gắn địa chỉ b. Bây giờ chúng ta net coi thử cái lệnh này làm sao nha. Net đấy, thì như vậy là khi chúng ta thực thi cái lệnh này thì xuất hiện con trỏ quy, và con trỏ quy này sẽ trỏ đến con trỏ b này, trỏ đến con trỏ b. Rồi bây giờ in ra net, in ra gì, địa chỉ của b ha, b ở đây, b này cái vùng nhớ này nó cũng có một cái địa chỉ đúng không, đây là cái địa chỉ của nó. Rồi bây giờ là in ra sao sao quy nè ha, thì như thầy đã nói rồi đúng không, quy trỏ đến b nhưng mà b không có gì hết đúng không, b chỉ có một cái khi mà con trỏ quy trỏ đến b, ví dụ nó hỏi là dữ liệu của anh đâu thì dữ liệu của b không có, mà b chứa trong mình một cái địa chỉ tôi đang giữ cái dữ liệu tại địa chỉ này ha, tức là địa chỉ của x á, chứ tôi không có dữ liệu mà tôi đang giữ một cái địa chỉ có chứa dữ liệu có chứa dữ liệu. Như vậy là quy sau khi trỏ đến b thì phát hiện là b chứa địa chỉ của x thì nó tiếp tục là tham chiếu đến x ha, tham chiếu đến
x và sẽ lấy dữ liệu là 5. Sẽ lấy dữ liệu là 5 của x. Như vậy là trong trường hợp này, quy trở thành b, b trở thành x thì cả hai b và quy cùng nhận được dữ liệu là 5 của x. Chưa? Rồi bây giờ chúng ta nhấn nét để xem kết quả nha. Kết quả này chưa có. Chúng ta nhấn nét. Nét tức là thực hiện như là này. À, thì chúng ta đây giá trị của sao sao quy hay chính là giá trị quy hay là sao b chính là 5. Nha. Rồi bây giờ chúng ta nhấn nét tiếp là đánh là thực tình không thực hiện tức là thoát khỏi chương trình. Thoát khỏi chương trình. Rồi xong. Vậy là chúng ta trở lại first là chúng ta thực hiện là các bước. Đây. Nha. Rồi thầy sẽ share cái phần này, cái đoạn mã này và cách thực thi này trên cái website, lớp truy cập vào xem thêm, thực hiện lại để hiểu hơn.